Xin chào các bạn đã đến quay trở lại với TNC Channel. Vẫn là series đập hộp, à không, không có hộp để đập. Review nhanh hàng loạt màn hình cực kỳ ấn tượng đến từ nhà Asus trong năm 2023 tới đây. Và đây là một sản phẩm tiếp theo. Nếu như trong video lần trước chúng ta đã cùng nhau đến với một chiếc màn hình thuộc thương hiệu đấy là ROG, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một thương hiệu khác cũng đến từ Asus, đó chính là Tough Gaming. Vâng, màn hình Tough Gaming là một sự lựa chọn mà được rất nhiều anh em tin tưởng khi mà đến mua hàng tại TNC Store, bởi vì những lý do đơn giản như là chất lượng trên giá thành rất tốt, bên cạnh đó thiết kế bền bỉ cùng bảo hành hậu mãi rất ok. Thì đó là những cái điều mà mọi người tìm kiếm ở những chiếc màn hình gaming đến từ Asus Tough Gaming. Vậy thì ngày hôm nay Asus mang đến cho chúng ta cái gì đây? Đây là một chiếc màn hình cong. Vâng, màn hình cong, tỷ lệ 21:9 và kích thước là 30 inch. Nó có tên là Asus Tough Gaming VG30 VQL1A, một cái tên tương đối dài cho nên mình sẽ gọi nó ngắn là VG30 VQL nhé. Thật ra vẫn dài. Intro. Đầu tiên chúng ta hãy nói về thiết kế nhé. Mọi người có thể thấy ở đây là cái hình nền nó không được phù hợp lắm với cả cái sản phẩm này. Đây là hình nền ROG tại vì nó đang được gắn vào một cái laptop ROG mà. Đấy, nhưng mà thôi, tạm bỏ qua yếu tố đó, chúng ta sẽ đến với thiết kế của em này trước. Vẫn là một cái màn hình 21:9 khá quen thuộc thôi. Chúng ta sẽ có khả năng xoay ngang này, chúng ta sẽ có nâng hạ này, chúng ta có bẻ góc, và chắc chắn rồi chúng ta sẽ thiếu đi khả năng. Wait a minute. Đây. Bon mồm anh em ạ, cứ nói theo bản năng thôi. Tại vì bình thường là mấy con màn 21:9 không có xoay dọc, thế mà con này nó có xoay dọc các ông ạ. Nhưng mà xoay dọc màn 21:9 mình thấy nó, xong lại còn cong nữa, xong cái chân nó không đủ cao ấy, đâm ra là nó cứ sao sao ấy nhỉ. Nhưng mà thôi, không sao, vẫn được, vẫn ok, bởi vì là theo như là cái quan điểm của mình ấy, thì cái màn cong vốn dĩ nó được thiết kế để bao phủ cái trường nhìn chúng ta với một khoảng cách gọi là tối ưu nhất cho tất cả địa điểm ở trên cái tấm nền trên màn hình này. Thế cho nên là dù xoay ngang hay xoay dọc thì nó vẫn nằm trong trường nhìn chúng ta chỉ cần thay vì quay ngang chúng ta cũng được, chả sao cả. Trông cũng hay nhờ, nếu như mà anh em cần tìm kiếm một cái màn hình phụ cong và xoay dọc để cho cái góc setup chúng ta thêm phần gọi là ấn tượng và thú vị ý, thì con này cũng được. Hoặc là anh em có thể chơi lớn, anh em mua khoảng 5 con này, 5 hoặc 6 con gì đó, tất cả xoay dọc ra, xếp, nó lại thành một cái màn hình của là ý tưởng này hay đấy, hôm nào mình sẽ làm thử. Rồi, quay trở lại chiếc màn hình này thì đó là những cái tư thế mà chiếc màn hình này có thể xoay được. Ngoài ra thì chúng ta vẫn sẽ có thêm cả một cái tư thế nữa. Mà hết rồi còn gì, làm gì còn tư thế nào nữa nhỉ? Hết rồi. Ok, sorry nghe. Thiết kế thì mặt trước mọi người nhìn vào sẽ không có gì đặc biệt cả, chỉ là một cái tấm nền. Bởi vì là cái màn hình nhìn trước vào thì cái chúng ta quan tâm là cái này mà, quan tâm mấy khác làm gì? Ba viền siêu mỏng thế là cùng đúng không? Viền dưới dày hơn chút với logo Asus ở chính giữa, hết đúng không? Chân đế thì sao? Chân đế thì vẫn là cái chân đế khá là quen thuộc của dòng VG đến từ Tough Gaming. Tuy nhiên thì nó đã được tinh chỉnh lại một chút, trông cho nó gọn gàng hơn cũng như là trông có nhiều cái đường nét. Nếu anh em là fan của những cái thể loại anime mecha kiểu như là Gundam chẳng hạn, thì thấy những cái chi tiết này trông nó sẽ rất là giống và nó mang cái gì đấy mạnh mẽ và cứng cáp hơn. Thiết kế mặt sau thì cũng không có gì nhiều đâu. Đây, mọi người sẽ thấy là chúng ta sẽ có cái chân đế trụ rất là to ở chính giữa, với dây sẽ không đi xuyên qua chính giữa mà dây nó sẽ luồn vào một cái đó, vào một cái ốp như thế này. Thật ra là không phải luồn đâu, mọi người chỉ cần đặt nó gọn vào, ốp cái này vào, thế là xong. Nói chung là đi dây con này khá đơn giản, nhưng mà đổi lại là nó chỉ là một cái ốp nhựa thôi. Không sao cả, trông nó vẫn rất đẹp và gọn gàng đúng không ạ? Bên cạnh đó thì cái ở đây chúng ta vẫn sẽ có cái lỗ VESA 100 để mọi người có thể, nếu không thích cái chân đế này thì mọi người có thể sử dụng thêm tay am rời. Bên cạnh đó thì đó, thiết kế mặt sau này thì nó cũng ấn tượng hơn một chút với những cái chi tiết, những cái đường gân guốc cơ bắp nổi lên. Chúng ta sẽ có cái núm, không phải núm, cái joystick, cái núm là phải vặn được, phải vê được, còn cái núm này không vê được. Cái này là joystick 5 chiều để mọi người có thể điều chỉnh được cái menu USD. Bên cạnh đó chúng ta vẫn sẽ có thêm 4 nút vật lý nữa để vẫn là để điều chỉnh USD thôi, hơi nhiều một chút, hơi thừa lại một chút, nhưng mà không sao cả. Chiếc màn hình thì cũng tương đối mỏng thôi, không có gì dày dặn cả. Về cổng kết nối thì trong video lần trước mình quên mất không chia sẻ ở cái sản phẩm kia, nhưng mà sản phẩm này thì mình nhớ ra rồi cho nên mình sẽ chia sẻ với mọi người ở đây. Cổng kết nối chiếc màn hình này chúng ta sẽ có khá đầy đủ cổng ăn chơi với hai cổng HDMI và một cổng DisplayPort, thêm một cổng USB Type-B upstream và hai cổng
downstream là USB Type A chuẩn 3.0. Và dĩ nhiên rồi chúng ta sẽ có thêm cổng nguồn nữa. Tuy nhiên thì mình hình như là vẫn có thêm cả cổng 3.5, tí nữa thì bỏ sót. Đó là về cổng kết nối. Vậy thì về tấm nền của em này sẽ có gì đặc biệt đây? Với mức giá 9 triệu rưỡi cho chiếc màn hình có thể nói là khá nhỏ gọn cho cái kích thước là 30 inch 21.9, không phải quá to. Tấm nền của nó sẽ là IPS LCD và chúng ta sẽ có được một cái tần số quét là 200Hz. Vâng, 200Hz IPS LCD. Bên cạnh đó cái độ phủ màu của nó phải nói là rất ấn tượng khi mà một chiếc màn hình gaming có thể đạt được tới độ phủ màu là 127% sRGB. Trong khi đó thì lên tới 130% sRGB là chúng ta đã đạt được tầm trên 95% của những giải màu khác, ví dụ như là DCI-P3 hay là Adobe RGB rồi. Wow, một cái độ phủ màu phải nói là cực kỳ ấn tượng cho một chiếc màn hình gaming. Tuy nhiên thì nó lại hơi dở một chút là với độ phủ màu ấn tượng khủng khiếp như vậy thì dành cho designer lại hơi cấn, bởi vì nó là màn hình cong. Với độ cong 1500R khi mà chúng ta design trên chiếc màn hình này thì những cái đường nét chúng ta nó sẽ cảm giác nó không được thẳng nữa, kiểu như vậy. Bên cạnh đó thì nếu như anh em muốn dựng phim với cái nhu cầu nó không quá chuyên nghiệp thì cũng rất ok nhá. Tự chung lại thì đây là một chiếc màn hình mà mình nghĩ là với mức giá 9 triệu rưỡi rất đáng để mọi người trải nghiệm cũng như là sở hữu, bởi vì là cái tính thực dụng của nó và đặc biệt là cái chân đế của nó có khả năng xoay dọc thì cũng là một cái điều ấn tượng nhất định, đúng không ạ? Và chi tiết hơn về chiếc màn hình này thì có lẽ là mình sẽ cần phải có thêm thời gian cũng như là có một cái điều kiện cụ thể. Đấy là lý do tại sao mình rất là yêu thích cái TNC Studio của mình, chứ mình không thích mấy cái phòng này lắm, trông nó không hợp cho gaming, với lại là mình không có đồ để mình test. Cho nên nếu như mà anh em muốn mình test cái con này ấy, thì anh em hãy comment lên dưới để mình bê em này về TNC Studio và mình tiến hành test cụ thể hơn cho anh em nhé. Và anh em nghĩ sao về chiếc màn hình có giá là khoảng 9 triệu rưỡi như thế này? Hãy chia sẻ với mình biết bằng cách bình luận vào bên dưới video. Và cũng đừng quên là đăng ký TNC Channel để không bỏ qua những sản phẩm tiếp theo, bởi vì hứa hẹn nó còn khủng khiếp hơn em này rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.